Chào anh em nha. Mình giới thiệu với anh em một cây Moritz Đúp 30 nha anh em. Moritz Đúp 30 đẹp ơi là đẹp luôn nha. Đây. Hàng Nhật nha anh em nha. Là chính hãng hàng Nhật. Đẹp ơi là đẹp luôn. Đó, anh em thấy không? Nó đẹp ơi là đẹp luôn nha. Cái đàn này cái vấn đề duy nhất của nó là ở dưới đây nó bị hơi rợp cái miếng sơn chút xíu thôi nha anh em. Ở đấy nè, chỉ có miếng sơn rợp lên chút xíu thôi nha. Còn lại đẹp ơi là đẹp luôn, gần như mới nha anh em nha. Còn lại đẹp hết luôn, gần như mới, không vấn đề gì luôn nha anh em. Mình bán cái đàn này giá 4.500.000 nha anh em, 4.500.000. Đàn kèm với bao ba lớp hoặc là kèm với một cái hộp nha anh em. Anh em muốn lấy là nào thì nhắn cho mình thôi, mình gửi cái đó cho anh em thôi. Một là bao hay là hộp cái nào cũng được nha. Đây đàn rất đẹp nha anh em, âm thì tuyệt vời. Đặc biệt cái này cần phím nó mình canh ở cái mức độ chuẩn rất là êm luôn nha anh em nha. Cái đàn này các sình nó rất là êm luôn, êm tuyệt vời lắm anh em, cực kỳ êm luôn. Nó hoàn hảo đến mức mà mình không có gì để mình nói nó luôn nha. Chỉ có ở đây nè, ở đây cái miếng dán đó, với lại miếng dán anh em thấy không, cái miếng dán này họ dán nó hơi bị tuột xuống, có nghĩa là miếng dán nguyên nó nằm trên tay mà kiểu thời gian lâu hay sao mình cũng không biết nữa, mà nó tuột xuống miếng nó để lộ cái lớp mà đã dán còn dư nó lớp keo đây nè. Đó, chỉ vậy thôi nha anh em nha, nó chả ảnh hưởng gì hết á, nó dán hơi bị lệch lệch xíu vậy thôi. Rồi mình sẽ quay gần mình test cần phím cho anh em nghe, cây này cực kỳ hay nha anh em. Tem đàn nha anh em nha, Moritz Đúp 30 Made in Japan. Có mọc đóng bên hông rồi. Cái mọc này là có cây có cây không nha anh em nha, chứ không phải cây nào cũng phải có mọc đó đâu nha. Tem đàn đây, anh em nhìn kỹ cái vân gỗ cẩm của nó bên trong nè anh em nha. Vân cổ nó rất là đen, rất là đậm, rất đậm, rất đen, rất đẹp luôn nha. Ở ngoài với trong cũng đều đẹp hết. Top đàn là đẹp nha anh em nha. Đẹp ơi là đẹp luôn nè, anh em thấy không? Nhạc ra đẹp hết nha anh em nha. Này cái chỗ nãy mình nói này, cái miếng dán anh em thấy không, miếng dán hơi lệch vậy thôi nha anh em nha. Cái này theo mình nghĩ là có thể lấy cà na mình chùi ra nha, có thể mình chùi cái này ra được đó nha anh em nha. Ok, chả ảnh hưởng gì, nó là cái miếng dán chống xước thôi. Đẹp nè, eo của đàn anh em thấy không, nó cẩm nha anh em nha, cẩm mà vân gỗ nó đều đen đẹp nè, hai bên luôn, hai bên cực kỳ đẹp luôn. Và cái lưng nó thuộc dạng đẹp ơi là đẹp luôn nha anh em. Lưng đàn nè, anh em thấy không, nó bóng láng, nó đẹp ơi là đẹp luôn. Chỉ có cái đáy đàn ở chỗ này mình nói với anh em nó bị rợp nè, rợp có nước sơn nha, chút xíu thôi, chả ảnh hưởng gì nha, nó không chày xước luôn nha anh em nha, nó không phải bị chày nha. Nó rợp có cái nước sơn, cái màu nó hơi xấu chỗ này thôi, chứ nó chả bị gì hết nè. Thấy không, nó chỉ là cái nước sơn của nó hơi bị rợp rợp ra hết nha anh em, chứ nó không bị gì hết nha, không bị chày xước, không bể vỡ, không gì hết nha. Hoàn toàn là ok hết. Cần đẹp gót đàn nè, gót cần đẹp nha anh em nha, gót cần đẹp rồi, cần đàn cũng đẹp luôn. Cái này là cái ánh sáng nó chiếu, mình tưởng nó dính bụi. Đây nè, cần đẹp luôn, khóa Moritz nha anh em nha, nè khóa Moritz cực kỳ đẹp đó. Rồi mình đo action cho anh em coi, như nãy mình nói với anh em á, cây này cần phím nó cực kỳ ngon, cái là cái action nó cực kỳ thấp luôn anh em. Đây nè, em thấy không, là cái dây một nè, nó chắc bằng hơn nửa dây một chút xíu, hơn nửa cái độ chuẩn chút xíu nha. Cái này nó thấp hơn độ chuẩn rất là nhiều, thấp hơn độ chuẩn là dây sáu vậy nha anh em. Dây sáu nằm mức dưới của cái mức chuẩn luôn nè anh em, coi nè, mức dưới mức chuẩn luôn nha, nó rất là êm nha anh em nha. Này rất là nhẹ, rất là êm luôn, âm nó thì tuyệt vời lắm nha anh em. Đặc biệt cái này âm nó rất tuyệt vời luôn, anh em thấy không. Mình test cần phím cho anh em nghe nha. Cần phím ok nha anh em nha, không có nốt nào bị rè, bị hư, bị lỗi gì hết nha. Rồi mình đánh hợp âm cho anh em nghe, đánh nhẹ đánh đều anh em nghe cảm nhận cái âm thanh của nó nha. Đặc biệt cái dòng này, series này, cái âm nó rất là hay. Cây này nữa nha, cây đàn này mình đang test là cái âm nó rất là hay, rất là ấm nha, ấm thanh, tiếng nó trong và nó sạch lắm nha anh em nha. Rồi action thì lại êm tay nữa. Thank you.
được cái độ ngân của nó không nè, nó còn ngân luôn đó nha. À, ngân rất là tốt luôn anh em, ngân rất tốt luôn nha. À, anh em bấm những ngân chặn, ngân cao cũng rất là nhẹ, cái đàn này sẽ nó thấp mà, anh em bấm nhẹ lắm. À, Moritz Dub 30 nha anh em, Mắc in da băng. À, mình bán với giá là 4.500.000 nha anh em. À, bảo hành đàn 1 năm, thông tin cửa hàng và số điện thoại mình để phần tiêu đề và phần mô tả, anh em xem trực tiếp trên màn hình cũng có. Ở đây là cây đàn cực kỳ đẹp nha anh em, đẹp lắm.